Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của gió đông nên khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa trên diện rộng. Riêng một số nơi như là Việt Trì, Tuyên Quang, Yên Bái có thể xuất hiện lượng mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn mưa dông, người dân cần lưu ý đề phòng khả năng kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, do mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn nên quý vị cũng cần đề phòng khả năng xảy ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp cũng như là lũ quét, sạt lở đất ở những nơi xung yếu thuộc khu vực vùng núi. Do có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng không tăng quá cao, nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 28 cho tới 31 độ. Đến với khu vực Duyên Hải Trung Bộ, cũng do ảnh hưởng của đới gió đông trên cao nên trong ngày hôm nay, tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, mưa dông vẫn xảy ra ở diện nhiều nơi. Trong đó, một số nơi thuộc Thanh Hóa, Nghệ An có thể xuất hiện lượng mưa vừa và dông. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ban trưa tại khu vực này chỉ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Với các tỉnh Trung Bộ nằm ở phía nam đèo Hải Vân, cụ thể là từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, mưa sẽ xuất hiện ít hơn, có chăng chỉ xảy ra lác đác tại một vài tỉnh phía Bắc như là Đà Nẵng hay Quảng Nam với lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh. Nhiệt độ ban trưa tại khu vực này sẽ cao hơn các tỉnh phía Bắc từ 1 cho tới 2 độ. Đến với các tỉnh thuộc Tây Nguyên, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam như là Đắk Nông, Lâm Đồng. Còn với các tỉnh phía Bắc thì mưa chỉ xảy ra cục bộ với lượng ít. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa vào khoảng từ 28 đến 31 độ. Ban đêm tiết trời hơi se lạnh. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng bởi rìa phía Bắc rãnh xích đạo ở phía Nam, nên các tỉnh miền Nam phổ biến là có mưa dông xảy ra ở diện nhiều nơi. Trong đó, một số nơi thuộc các tỉnh ven biển như là Cà Mau, Kiên Giang hay là Sóc Trăng cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn mưa dông. Vào ban ngày, Nam Bộ vẫn có nắng với nhiệt độ ban trưa dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, tiết trời dịu mát. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết ở thủ đô Hà Nội sẽ khá nhiều mây, nhiều khả năng những cơn mưa rào vẫn xuất hiện và tập trung vào khoảng sáng sớm, chiều tối và đêm. Nền nhiệt thấp nhất ngày chỉ còn vào khoảng từ 23 đến 25 độ. Ban ngày tiết trời khá mát mẻ và có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng từ 29 đến 30 độ. Trong ngày hôm nay, đới gió đông vẫn tiếp tục gây mưa cho thành phố Việt Trì. Những cơn mưa rào xuất hiện đan xen trong ngày, khiến cho nhiệt độ cao nhất ngày cũng không tăng quá ngưỡng 30 độ. Tuy tình trạng mưa dông phần nào làm gián đoạn các hoạt động ngoài trời, nhưng sẽ mang lại cho người dân khu vực bầu không khí khá dễ chịu. Dự báo xa hơn, mưa chỉ còn tập trung nhiều trong ngày hôm nay. Sau đó, từ ngày mai, mưa sẽ giảm nhanh, tạo điều kiện trở lại cho giao thông cũng như là các hoạt động sản xuất và du lịch. Ghé thăm thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay, thời tiết nói chung khá thuận lợi cho các hoạt động giao thương cũng như những chuyến bay đi và đến tại sân bay Đà Nẵng. Vào buổi sáng, mưa có chăng chỉ xuất hiện cục bộ với lượng ít, ngày trời nắng và cường độ vừa phải, với nhiệt độ ban trưa dao động trong khoảng 32 đến 33 độ, thấp nhất về đêm giảm còn từ 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Đà Lạt mộng mơ không biến động quá nhiều. Dự báo vào ban ngày trời có nắng nhẹ với nhiệt độ ban trưa vào khoảng từ 23 đến 24 độ. Đến chiều tối, mưa rào có thể xuất hiện cục bộ nhưng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Sau đó, do điều kiện địa hình nên nhiệt độ về đêm giảm nhanh xuống ngưỡng từ 14 đến 15 độ, trời khá rét. Vì thế, nếu quý vị ra ngoài trong thời điểm này thì đừng quên mặc thêm áo ấm để tránh bị cảm lạnh. Trong ngày hôm nay, những cơn mưa rào vẫn duy trì tại khu vực các tỉnh miền Đông nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cường độ mưa sẽ tăng lên vào khoảng chiều tối và đêm. Còn trong khoảng thời gian ban ngày thì mưa sẽ giảm đi, trời dừng nắng vào trưa chiều với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 32 đến 33 độ. Mưa chỉ còn xuất hiện nhiều trong ngày hôm nay, sau đó sẽ có chiều hướng giảm dần về diện và lượng. Tại thành phố sông nước Cần Thơ trong ngày hôm nay thì xác suất mưa xảy ra ở mức cao, những cơn mưa dông vẫn xuất hiện đan xen trong ngày, do vậy nhiệt độ ban trưa chỉ ở ngưỡng từ 31 đến 32 độ. Do trời có mưa nên quý vị lưu ý chủ động các biện pháp điều tiết nước hợp lý cho cây trồng để tránh thiệt hại do điều kiện thời tiết. Về chiều tối và đêm nay, bầu không khí càng trở nên dịu mát hơn, mức nhiệt về đêm chỉ còn khoảng từ 24 đến 26 độ, cùng độ ẩm không khí tăng dần lên ngưỡng xấp xỉ là 92%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành!